có nhan trán nè. Để chơi khi tập này thì mình yêu cầu mình à, mình có thể là đem cái gương, cái kiến đó, cho mình cầm xem cái mặt, được chưa? Thì mình dạy cho người ta cái cách à, làm cái thao tác vận động đó, người ta biết, người ta làm theo. Ha, giúp nhiều thì người ta cũng phải làm ha. Rồi mình sẽ có đầu tiên mình sẽ có nhan trán này ha, mình sẽ có câu mày ha, được chưa? Ha, nhăn mũi nè, ha, rồi mảnh cảnh nè. Yeah, nó vừa có là sự phối hợp giữa cơ cầu mày, cầu mày và cái cơ mảnh cảnh, được chưa? Ha, được chưa? Cười, vùng gò má lớn, liên quan tới gò má lớn ha, nâng môi trên nè, chè môi trên nè, ha, chu môi nè, hay là mím môi đó, mím môi nè, cơ vòng miệng đó, chè môi dưới, cơ mảnh cảnh. Thì mình để mình sẽ gõ cho người ta biết cái cơ nào sẽ hoạt động, được chưa? Mà mình sẽ trợ giúp cho tay này, cho mình để tay ví dụ bên đây là bên ngực ha, bên này mình sẽ làm khò thôi, được chưa? Và bên đây mới làm mình mới trợ giúp này. Tay này mình thường mình dùng ngón trỏ, dùng ngón giữa hay là ngón cái tùy mấy anh chị ha, được chưa? Rồi trước đi được rồi, như thế rồi nhanh chán rồi, rồi kéo bên theo nha, kéo lên, được chưa? Kéo lên, kéo lên, rồi kéo lên, được chưa? Rồi đỡ qua động tác này ha, rồi cao cái mày lại như thế này ha, cao xuống cái mày nha, rồi cao xuống, xuống từ từ ha, làm theo khẩu lệnh, rồi nhăn lại, rồi cao mày xuống, cao mày xuống, mình sẽ đẩy vô, đẩy xuống cái hướng này, nhớ hướng này nha. Cao cao mày lại, cao mày, cao mày rồi ha, rồi nhăn mũi lên, rồi nhăn mũi lên, nhăn mũi lên, rồi nhăn mũi lên, anh này không có xem gương mà biết làm, nhăn mũi lên, nhăn mũi lên, nhăn mũi, rồi nhăn cái phần mũi ha, nhăn cái phần mũi cái đoạn này nè ha, rồi cười miếng kia thôi, cười không có lộ hay nó cười người ta vẫn là cười miệng đó, là cười miệng sẽ làm phần gò má lên, cười miệng lên, cười miệng lên, anh này cũng ít nhiều không có bị lợi, cười miệng lên, cười miệng lên, cười miệng lên, rồi rồi chè qua trên đây, anh qua đang qua trên chè liệt mày 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 chè qua trên là như thế này, để tôi làm lại chè qua trên là như thế này ha. Thử đăng trên, gõ đăng trên thôi, chưa, cái cơ lên môi trên nó nằm ở đây, sao giống như nó nằm ở đây, nó chạy dài đây, đây nó nằm ở đây, giống giống như đang làm hình mũi vậy ta, thấy không chưa? Thế thôi, mình làm cái này giống như mình đang hình hình cái mũi luôn, gần gần như vậy, thấy không chưa? Thấy không? Thấy không? Rồi, cơ vòng nhẹ ha. Chưa có gì hết là đẩy vô như thế này ha, rồi mình sẽ đẩy vô nha, chu môi nha, chu môi hay là mím môi á, rồi thả lỏng rồi chu môi ra, anh này bình thường cho nên mình nhìn thấy nó cân đối nha, còn bệnh nhân người khác nha, rồi chè môi dưới xuống, rồi chè xuống, chè hàm dưới, hàm dưới kéo xuống ha, có thể là dùng ngón cái cho nó dễ ha. Rồi, chè xuống. Mình làm được á. Chè xuống. Chè xuống. Rồi, thả lỏng. Mình có thể là làm nên chia nhỏ ra, ví dụ như đây tôi làm 5 cái. Ha, 5 cái thì mình làm một lần. Đó, này 5 cái. Làm như vậy tới 3 lần là mỗi cái vùng cơ mình làm đủ 15 cái. Là xong một cái buổi. Rồi còn một cái cuối cùng ha, được chưa? Mình sẽ có nhắm mắt ha, được chưa? Rồi má mở ra, mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ đẩy lướt trên cái lớp da phía trên thôi nha, chứ không phải xuống vô trong nha. Áp vào nhãn cầu. Còn người ta nha. Rồi nhắm lại, mình sẽ đẩy xuống hỗ trợ nhắm mắt. Đẩy xuống. Rồi nhắm lại. Nhắm nhẹ nhàng thôi, làm gì chỉ câu mày vậy? Anh đâu có bị gì đâu. Nhẹ
nhắm mắt thôi. Nhắm lại. Rồi. Nhắm lại. Nhắm lại. Ngoài ra tôi có một cái kỹ thuật với của BNF ha, người dùng cho cái vùng mặt đó là kéo giãn nhanh, kéo giãn nhanh hôm trước tôi có làm cho khớp vai cho anh chị xem rồi đó, có cái thao tác kéo giãn nhanh đó là người ta sẽ thường người ta sẽ đẩy ha, sẽ đẩy xuống ta làm ta làm ta làm đẩy xuống cái cơ trái kéo giãn, đẩy xuống là kéo giãn nó và đẩy lên kéo lên kéo thay vì đỏ. À, ví dụ như cơ câu này sẽ kéo nó ra, kéo lại, nhăn, rồi, nhăn lại, được chưa? Nhăn lại, nhăn lại, nhìn ha, nhăn lại, nó sẽ kéo, nhăn lại, rồi, nhăn lại, nhăn lại, rồi, nhăn lại, rồi, ở đây ha, tôi sẽ đẩy ngược lại ha. Yeah.